Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày kỷ dậu tháng canh dần năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo khoang giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ, ngày kỷ dậu tức can sinh cho chi, có nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại dịch thổ, kỵ tuổi, quý mão, ất mão ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân mão ất mão tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao âm đức, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao thiên lại, xấu mọi việc, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao nhân cách, sáu đối với giá thú khởi tạo sao huyền vũ kỵ về an táng sao ly sàng kỵ cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu cho nên bạn tuổi Tý gặp phải nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm mặc dù bạn muốn bảo vệ người mình yêu thương nhưng lại lực bất tòng tâm không biết phải làm như thế nào để gánh đỡ trước sóng gió bất ngờ ập tới mâu thuẫn với gia đình của bạn tuổi tý cũng tăng tín khi mà bạn đã gặp sự cản trở từ phía chính người thân của bạn mình với bạn tuổi tý không thể hiểu tại sao đôi bên đều là người mình yêu thương mà không thể sống hòa thuận được với nhau Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Vì vậy bạn tuổi Tý bạn cần phải cố gắng để phát huy năng lực tiềm ẩn của mình. Đây là thời điểm thiên chốt để cho bạn nổi bật lên hẳn trong số những đồng nghiệp đang làm việc cùng. Đừng có ngại thay đổi bởi thay đổi có thể khiến cho bạn đạt được thành công nhanh hơn. Từ vi tuổi giáp tý thuộc kim có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình tử vi tuổi bính tý thuộc thủy đừng có vội bộ cuộc khi mà còn có thể cứu vãn được tình hình tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa chuyện gì rồi cũng sẽ qua chớ nên bi quan thái quá tử vi tuổi canh tý thuộc thổ mâu thuẫn cần được phải bình tĩnh dàn xếp thay vì bốc đồng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nên sáng tạo trong hướng đi sắp tới của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 xem từ vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ cho nên, với bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu, bạn trải qua một ngày có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Với bạn tuổi Sửu, hãy chuẩn bị tinh thần để đón chào đào hoa rực nở, tình yêu thăng cấp một cách nhanh chóng nữa ngày này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh góp thêm niềm vui khi tài lộc ùn ùn kéo về nhà với bà tuổi Sửu chẳng còn nỗi lo túng thiếu về tiền bạc nữa cái ngày tay trái của bạn sẽ giúp cho bạn có thêm nguồn thu nhập ngoài luồng thoải mái trong việc chi tiêu hơn trước với bà tuổi Sửu sự may mắn sẽ bao trùm lên vận trình ngày thứ ba này cho bạn bạn mệnh dễ dàng tìm được cơ hội để kiếm tiền nhưng nếu như bạn không chăm chỉ, kiên trì thì e rằng dù có cơ hội cũng chẳng có ích gì với bạn. Vài từ vi tuổi ất xỉu, thuộc kim, tiền bạc được dồi dào, có nhiều vận may bên mình. Từ vi tuổi đinh xỉu, thuộc thủy, tình yêu càng ngày càng tăng lên. Từ vi tuổi kỵ xỉu, thuộc hỏa, có được người yêu thương chăm sóc cho mình ở bên từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ cần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng để lỡ cơ hội phát tài ngay trước mắt Và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang có điểm báo dễ đánh mất về tiền bạc trong tay mình một cách nhanh chóng chỉ vì thói quen cả tin người thái có và nếu như bạn tuổi dần không nhanh chóng thay đổi dụi mắt nhìn cho rõ thì bao nhiêu tiền bạc cũng mất hết cả mà thôi Ngày này với bà tuổi dần cũng đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bà tuổi dần chớ nên đầu tư vào những nơi không đáng tin cậy, đừng vì những lời dụ dọ đường mật mà tin tưởng để rồi tiền bạc vất vả khó khăn mới có thể kiếm được lại biến trong chớp mắt. Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, cảnh báo nguy cơ bất đồng giữa các cặp đôi và rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Bạn tuổi dần cần phải chia sẻ những khó khăn mà mình đang gặp phải với đối phương để nhận được sự thông cảm và chia sẻ nữa. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tiền bạc mất mát khi mà không biết cách để giữ tiền trong tay. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, tin người thái quá khiến cho bạn lâm vào cảnh túng thiếu. Tử vi tuổi mạo dần, thuộc thổ, dễ đánh mất những điều đáng quý trọng. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, mâu thuận nảy sinh, cần phải nhanh chóng tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, nên đi về hướng tốt để cầu phúc báo cho mình. Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mão dậu cái điều này ảnh hưởng khá nhiều tới tình cảm của bà tuổi mão trong ngày hôm nay bản mệnh tuổi mão không kiểm soát được cảm xúc của mình bạn khiến cho đối phương cảm thấy hoang mang vì không biết bản chất thực sự của bạn là gì. Với những xung đột bắt đầu từ rất bé nhưng lại có sức công phá rất lớn khi mà bạn mạnh tuổi mạo không biết cách xử lý vấn đề ngay từ lúc mới bắt đầu. Nó như là cái ôm cái nhọt lâu ngày khiến cho mối quan hệ dần dần đi đến điểm kết thúc. Bạn tuổi mạo trong ngày này cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy bạn mạnh cần phải quyết đoán hơn trong công việc, bạn sẽ có được nhiều cơ hội thể hiện mình. Tuy nhiên, nếu như trần trừ do dự thì cơ hội đó e rằng sẽ lọt vào tay của kẻ khác, đừng có để cho mình phải hối tiếc. Về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy cần phải mạnh mẽ quyết định những thứ mình muốn. Từ vi tuổi đinh mão thuộc họ đừng để cho ham muốn áp đặt bản thân mình phá vỡ mọi thứ. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ công việc tiến trị tốt khi bạn xác định được mục tiêu. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc cần phải hiểu bản thân mình có thể thế mạnh ở đâu. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim quyết đoán sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội. Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang được lục hợp quý nhân chia chở cho nên bản mệnh sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc bên người mà mình yêu thương, những sự cãi vã, giận hờn trước đó đã dần tan biến. Người ấy đã hiểu và thông cảm cho những nỗi khổ trong tâm mà bạn phải gánh chịu từ trước đó, dù không muốn phải vạch trần những khó khăn hiện tại của mình, nhưng để tránh tình trạng mâu thuẫn vô lý thì với bạn tuổi thìn nên hạ bớt cái tôi của mình xuống. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, đảm bảo cho bạn có được nguồn thu nhập trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi thìn, không cần phải căng thẳng để làm việc, mong muốn có được nguồn thu nhập ổn định, bởi sự chăm chỉ làm việc sẽ giúp cho bạn có được sự tỏa nguyện. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ thu nhập tín trị tốt, tiền bạc được thoải mái, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, mâu thuận được dàn xếp, hàn gắn tình cảm, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, quý nhân xia duyên. Tình yêu ngập lối, tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tình cảm đôi bên không có gì phải phàn nàn. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, có nhiều may mắn, kể cả về tình yêu và tiền bạc. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thị, đang có báo hiệu trải qua một ngày có nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Ngày này các cặp vợ chồng thoải mái tận hưởng cảm giác có được người yêu thương ở bên mà không phải chịu bất cứ sức ép nào. Tuy nhiên, ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi tỵ không nên bỏ bê công việc vì chuyện cá nhân nếu như bạn không nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì chắc chắn bạn sẽ phải chịu sự kiện trách của cấp trên nữa và với bà tuổi tỵ bạn đừng để cho những thú vui nhất thời khiến cho mình phải hối hận nếu như bạn còn giữ quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi thì bạn đã lầm tua rồi thời buổi này làm gì còn ngày rộng tháng dài mà để ăn với chơi Vai tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa công việc có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ quý nhân chia chở cho đường tình duyên của bạn được khởi sắc, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc tình yêu rực sáng mang về nhiều niềm vui, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim cần phải tập trung giải quyết những vấn đề hiện tại, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy đừng cố chấp về những sai lầm của mình. Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tử Ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tử Ngọ đang gặp được ngày có thực thần chia chở cho nên con đường tài lộc của bà tử Ngọ cực kỳ là lý tưởng khi mà cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán trở nên phát đạt vô cùng. Bạn tuổi ngọ nhanh chóng đốn đầu xu hướng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng. Bạn mệnh không mất nhiều thời gian để đưa ra các quyết định, cũng chính nhờ sự nhanh nhạy, dứt khoát đó mà bạn tuổi ngọ chấp được nhiều cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế, ùn ùn đổ về nhà chẳng ngớt. Trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có kim họa xung khắc, Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Đường tình duyên lại đối lập hoàn toàn với con đường tài lộc khi mà bạn tuổi ngọ chuẩn bị phải đối mặt với dông bão. Người ấy chẳng mang lại cho bạn cảm giác an toàn mà toàn là những sự tổn thương vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim mau thuận tình cảm khiến cho cuộc sống bi quan tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tiền bạc dồi dào nhờ kinh doanh phát đạt tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập của mình tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tổ thương sâu sắc từ chính người mình yêu thương tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không có nhiều nỗi lo lắng về tài chính Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọa trong ngày thứ Ba này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ tuổi tốt tuổi Mão, tuổi Dần. tử vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh, cái chuyện kiếm tiền của bạn không trở nên quá mức cấp thiết. Nhưng nhờ có được thần tài chia chở, dù vậy bạn tuổi mùi vẫn có được đồng vào đồng ra, chẳng lo túng thiếu, với bà tuổi mùi đang có được sự may mắn hơn người khác cho nên bạn mệnh chẳng quá vội vàng cứ từ tốn làm việc cần phải làm cuối cùng vẫn nhận được thành quả như ý có thể cũng bởi bạn tuổi mùi không quá vội vàng cho nên tránh được một số sai sót có thể xảy ra Ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày thổ sinh xuất chua kim, chưa chắc những gì bạn nghĩ là tốt với mình đã tốt cho người khác. Đừng làm mối quan hệ tình cảm bị sức mỉa chỉ vì thối suy nghĩ áp đặt khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu với lòng tốt của bạn. Từ vi tuổi ất mùi thuộc kim không phải lo lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy may mắn nhiều về chuyện tiền bạc không có áp lực về kinh tế tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa thần tài chưa chở giúp việc kiếm tiền của bạn trở nên dễ dàng hơn tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ đừng suy nghĩ áp đặt mà khiến cho đối phương mệt mỏi tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc tình cảm sức mỉa vì không hiểu cho nhau và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp được ngày có thân dậu tương hội. Bà tuổi thân đừng quá căng thẳng, nếu đến giờ bạn vẫn cô đơn, đào hoa khởi vượng trong ngày này, biết đâu sẽ mang đến cho bạn một nửa yêu thương ngay tức khác, chỉ cần bà tuổi thân chấp nhận mở cửa trái tim mình. Bạn tuổi than cũng đừng quá khắt khia với bản thân mình cũng như là đối với đối phương chỉ cần có sự rung động giữa hai người đã làm tiền đề tốt đẹp để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu bạn không chịu bắt đầu thì sao có thể có được thứ mà mình mong muốn. Ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh đảm bảo cho bạn về những thành công trong công việc sẽ sớm đến với bạn nếu như bạn mệnh biết chịu trách nhiệm với công việc mà mình đang làm cấp trên sẽ trạng phủ nhận công lao của bạn đâu về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đào hoa chia chở các chuyện tình cảm được thăng hoa tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa công việc tiến trị tốt đẹp đúng như mong đợi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, hãy mở cửa trái tim để đón tình yêu quay về. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc đạt được nhiều bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim cần phải nỗ lực hơn để có được những điều mình mong muốn. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc. 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu, thứ 3, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tử dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tử dậu đang có điểm báo, gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý. Ngày này bạn tử dậu đang gặp ngày dậu dậu tự hình, chính bạn cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn bực dù những vấn đề trước mắt bạn không quá gặp phải không quá là lớn. Cũng chính vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà bạn tuổi dậu có thể nội nóng vô cớ với những người mình yêu thương, khiến cho mối quan hệ lâm vào khủng hoảng vì đối phương không thể chịu nội sự bất thường ở nơi bạn. Bên cạnh đó, ngày thứ ba với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ gặp phải kẻ tiểu nhân lừa gạt, phá hoại công việc mà bạn đang làm với bà tuổi giàu chuyên tâm làm việc của mình mà chẳng để ý tới các mối quan hệ xã giao nơi công sở có thể vì thế mà động chạm tới những kẻ xấu bụng kia. Về từ vi tuổi ất giàu thuộc thủy tiểu nhân phá hoại dẫn đến tổn thất không mong muốn từ vi tuổi đinh giàu thuộc hỏa không hoảng nại sinh mà không có cách giải quyết từ vi tuổi kỷ giàu thuộc thổ chính bản thân bạn phải là người đứng ra để giảm bớt những khúc mắc từ vi tuổi tan giàu thuộc mộc đừng quá tự tin vì bạn có thể mắc phải sai lầm bất cứ lúc nào từ vi tuổi quý giàu thuộc kim có nhiều vấn đề trong kiểm soát cảm xúc và đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tốt, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tốt đang gặp ngày tốt dậu tương hại, có thể bạn tuổi tốt đang quá vô tâm trước những vất vả, khó khăn mà nữ kia của mình đang gặp phải. Bạn chẳng hề quan tâm đối phương mệt mỏi đến thế nào trong thời điểm này. Những mệt mỏi chồng chất theo ngày tháng có thể khiến cho người ấy muốn sụp đổ, nhưng bạn tuổi tuất lại là người ở bên cạnh chẳng hề hay biết chút nào khiến cho đối phương cảm thấy chán nản, thất vọng vì không được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Các vấn đề về tài chính của bạn được giải tỏa với bạn tuổi Tuất đang có được nguồn thu nhập khá ổn định từ công việc chính. Chỉ cần bạn không tiêu xài quá hoang phí là hoàn toàn có thể đảm bảo được cuộc sống của mình. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ không ổn định tình cảm của bản thân, từ vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, có thu nhập đến từ công việc chính, tử vi tuổi mậu tốt, thuộc mộc, may mắn nhiều về con đường tài lộc, kiếm tiền tốt, tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, tình yêu đầy những khó khăn, trắc trở, tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, đỏ tề tiền nhưng điên tình, không có được mọi thứ mình mong muốn. Và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi có lẽ đang bận rộn với công việc của mình bởi có những trọng trách cấp trên dồn hết lên vai bạn. Chính án xuất hiện cho thấy với bạn tuổi Hợi đang được cấp trên trọng dụng và tin tưởng đặt kỳ vọng nhiều ở bạn. Chính vì thế mà bạn mạnh tuổi Hợi phải dồn hết sức để làm việc hết mình, công sức mà bạn bỏ ra không hề ít mà thành quả thu về cũng không hề nhỏ. Bà tuổi Hợi có thể nhờ thế mà đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn một cách nhanh chóng hơn. Ngày này, bà tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cũng sẽ giúp cho những trái tim yêu xích lại gần nhau hơn. Với bà tuổi Hợi có thể đảm bảo được cuộc sống hiện tại của mình ổn định, không có nhiều chuyện phải lo lắng. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ đừng có để lỡ mất tình yêu khi nó đã ở bên cạnh mình tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ công việc tiến triển tốt khi ta tập trung tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có nhiều cơ hội để thăng tiến trong thời gian tới tử vi tuổi tân hợi thuộc kim cần phải nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được mục tiêu tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy mở rộng trái tim mình để đón tình yêu Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.